Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thanh Ezzy đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Cast Mèo Con Đi Câu Cá nhé. Và chúng ta sẽ nâng cấp cái căn cứ chúng ta lên. Ở cái air tank mình có thể nâng cấp lên thêm một lần nữa rồi. Hiện tại thì nó có thể trụ được rất lâu luôn. Thì chúng ta sẽ mua thêm những cái electric bomb. Chúng ta sẽ mua khoảng 5 cục electric bomb, 5 cái lưới và 5 cái mồi câu. Được rồi, chúng ta sẽ ra khơi nào. Hôm nay thì ở cái Sweet Region nó sẽ là một cái gọi là cái vùng nước ấm áp và nó sẽ có cá, rất là nhiều loài cá lớn cho chúng ta. Chúng ta sẽ vào đây luôn đi. Khi nào chúng ta nâng mắc được cái bình oxy thì mình sẽ chuyển sang cái nâng cấp thuyền và sẽ xuống phía dưới. Mình sẽ đi ra cái khu vực khác nữa. Rồi, vào đây nào. Rất nhiều cá, hôm nay là vùng nước ấm áp mà, có rất là nhiều cá ở đây. Hy vọng là sẽ có cá to. Thế ra thì mình muốn đợi những cái con cá mập, những con cá kiếm ấy thì nó rất là nhiều tiền, tầm khoảng 80 mấy nghìn một con. Nhưng bắt cái bọn đấy thì cũng không hề đơn giản một chút nào cả. Chúng ta cần phải dùng electric bomb, sử dụng thêm mồi cái thứ nữa, bắn phải đến khoảng chục phát, may ra thì có thể ăn được. Thật ra thì theo mình nghĩ chúng ta sẽ cần dùng khoảng là 5 cục electric bomb, bắn khoảng 5-6 lần là chúng ta sẽ bắt được một con cá. Bất kể là, có cá heo kìa. Cá heo giá bao tiền ta nhỉ? Không nhớ lắm. Vào đây nào. Cá heo đâu? Nó đi nhanh lắm nhá, không thể bắt được đâu. Thật sự mình không. Từ từ nhá. Chúng ta sẽ để đây và gần đây. Tốt, chúng ta bắt được hai con cá heo luôn kìa. Một con cá heo không biết giá bao nhiêu. Mày vào đây này. Con cá to thế, hôm nay có rất nhiều loài cá to nha anh em. Chúng ta cần oxy. Ok. Cái bán kính của cái này bé quá. Thật sự là bé. Rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt con quảng cáo luôn. Một con này luôn này. Đã xong. Tốt lắm, chúng ta sẽ đợi chờ thêm piranha, bắt nó luôn đi. Chỉ sợ nó ăn con cá của mình thôi. Và oxy của mình rất tốt. Lại piranha. Lại cá heo kìa. Nãy mình nên mua thêm ngư lôi. Chứ này thì không ổn rồi. Bắt con này khó lắm. Nó bơi cực kỳ nhanh, tốc độ cực kỳ nhanh và nó cực kỳ trâu. Lâu lắm mình thấy cá con này không được. Lâu lắm mới thấy con cá heo này. Chúng ta không bắt được thì hơi phí đấy. Để bắt được rồi. Oxy. Về đây nào. Xong một bé. 1, 2, 3. Không biết là bắt cái gì đây ta. Đáng lẽ mình bắt được cái chứ. Một phát này. Vào đây. Uầy. Mình hết đấy rồi. Mình hết cái oxy. Hôm nay có rất là nhiều cá nha. Mày này vào đây này. Có cả cá voi kìa. Chúng ta sẽ bắt nó. Xuyên tâm. Không được nhờ. Cuối cùng bắt được rồi. Chúng ta tốn oxy quá. Thật sự tốn cực kỳ tốn oxy. Cuối cùng đã bắt được rồi. 102.000. Mình được khoảng 70k đúng không? Nhưng mình tầm khoảng 70k gì đấy. Bắt được rồi anh em. Không ai nhiều cá quá. Nhưng mà sao bắt được nhỉ? Mấy con này thì giá trị của nó thì cũng tầm khoảng vài ngàn đấy. Đã về đây, ok. Con này không câu được cái nó sẽ bay đi luôn. Hôm nay là một cái ngày ấm áp. Nào. Ok, chúng ta sẽ đợi cái này ra trước một chút. Vào đây em ơi. Từ từ thôi. Nào, con kia vào đây. Chúng ta sẽ đợi chờ một tí. Một phát. Con nữa, không được. Thật ra là không được. Mình đang hết oxy rồi. Hết sạch oxy rồi. Và chúng ta sẽ kiếm được khoảng là 100.000, 90 đến 100.000 gì đấy. Mình có khoảng vài chục nghìn là tiền cơ bản nha. Còn đây thì không biết là sẽ bao nhiêu tiền. 98.000. Và cái số tiền cái này ra xem quảng cáo sẽ là tầm khoảng 49.000, có nên xem không nhỉ?
Mình chỉ sợ xem quảng cáo phải cái quảng cáo đều thôi. Thế là không nên xem làm gì cả. Rồi. Ok, chúng ta hôm nay thì nó không có cái gì mới. Con cá này nó đói đến rũ xương rồi. Chúng ta sẽ đi bắt Lotus Fish cho nó. Chúng ta sẽ bắt 3 con Lotus Fish ở Deeper Side cho nó xong rồi về luôn. Mình không cần câu nhiều. Mình thể đợi cái ngày ấm áp. Chúng ta đợi ngày ấm áp. Nhưng chỉ sợ là không có Lotus Fish ở cái chỗ cái ban đêm như thế này. Thông thường nó rất là hiếm cái Lotus Fish anh em ạ. Có không nhỉ? Thế nhưng mình không có. Nếu mà không có thì phải chuyển ra ban ngày ngay, không mà tốn thời gian. Đúng là không có rồi anh em. Wait năm rồi mà không có thì đúng là chịu à. Rồi chúng ta sẽ không hề có con Lotus Fish rồi. Chúng ta quay trở lại nhà đi. Trên kia toàn là con cá oxy và một con cá heo. Cho khoảng 4k. Chưa kịp làm gì cả. Mới chỉ câu một chút thôi. Hôm nay ngày gì không? Hôm nay ngày bình thường. Không có cái gì cả. Không có vấn đề gì xảy ra. Mission này. Coral Reels. Cái cửa đầu tiên chúng ta đã từng chơi đây. Oxy, cái lượng oxy nó tốn không thành vấn đề luôn này. Bắn lực cực mạnh mà chúng ta chỉ có tốn khoảng 1% thôi. Phải nâng cấp mắc thì mới có thể là ok được. Vấn đề là Lotus Fish ở đâu? Nó ăn ngay cái con cá của mình rồi. Con cá sai to rồi. Để đổi tiền rồi. Để đổi đính ốc rồi. Thế nhờ. Con cá táo vào đây đi. Từ từ. Phía dưới này. Bắn nó đi. Let's go. Lên này. Lotus Fish ở đâu nhỉ? Bắt đây bắt cả ngày thì không thấy đâu cả. Đừng bảo hôm nay không có nha. Mình cần 3 con thôi mà. Vì con cá kia nó đói quá rồi. Không có rồi. Chúng ta đợi quay 9 đi. Mình câu cả ngày đây chắc mình không bao giờ chết mất. Thề luôn. Với cái bộ quần áo như thế này. Con cá nó ăn hết rồi. Thế chứ nhở. Có con cá sai lớn thì nó ăn luôn. Vào đây. Được cái câu ở đây thì nó sẽ không bao giờ chết. Nhưng mà tiền thì rất là ít. Oxy. Chuẩn đấy. Oxy là chuẩn đấy, chuẩn rồi đấy. Vào đây. Lotus Fish, bắt được con Lotus Fish ở đâu rồi? Từ bao giờ này? Doom Tuna. Bắt hết. Mày này, định bắt Lotus Fish của tao không được. Nghỉ ngay, nghỉ ngay, nghỉ ngay. Câu đây cũng được anh em ạ. Câu này mình sẽ câu lên khoảng 200.000, hơn 200.000 gì đấy để nâng cấp thêm một lần nữa. Nhưng mà lâu lắm. Thời gian chắc chắn sẽ lâu đấy. Xong. Vào đây, max size. Oxy. Xuyên qua được hết mà. Oxy kìa, oxy kìa. Đợi oxy thì hơi lâu nhỉ. Thật sự đợi oxy thì hơi lâu. Nó cứ lượn lượn ở ngoài kia thì đó bó tay. Oxy này cũng tạm được. Và nó sẽ có thể lên được khoảng bao nhiêu phần trăm đây? 81%. Để mà chết được thì cũng hơi lâu đấy. 156 chắc mình sẽ lên thôi. Ít lắm, không ăn thua lắm. Chúng ta câu rất rất nhiều cá. Nhưng vấn đề là cái lượng tiền mang lại nó quá ít. Chắc là thôi. 21.000 câu từ nãy giờ này. Phí công. Câu kia một tí được khoảng 90.000 rồi. Đấy, chỉ là nhiệm vụ cho này thôi. Oh, có Whale Shark ở Coral Reef. Ngon. Có Whale Shark rồi anh em ơi. Mua full cái ấy luôn. Electric Bomb. Rồi. Black Fishman. Rồi ok. Whale Shark. Đi câu nào. Ở Coral Reef nha. Đây rồi. Coral Reef chỗ nào. Chỗ này. Coral Reef đúng không? Đúng là như vậy. Coral Reef. Nó đang lượn ở chỗ kia kìa. Có thể thấy được con Whale Shark anh em ơi. Đi bắt cá nào. Lager. Lên. Wow. Whale Shark. Ngon đấy. Quay ba. Một tí bắt được quay ba luôn kìa. Nhanh quá. Mày vào đây. Bắt mấy ít mấy con cá trích về nhắm rượu. Con này con lúc nãy mình có thể câu trong nhiệm vụ đúng không?
Ui, lượn 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 này thì lượn này. Thì lượn đi đâu hả em? Không thể lượn đi đâu được cả. Vào nồi thôi, đây này, Wave Shark anh em ơi. Oxy kìa. Oxy kìa, bắt nó trước khi nó chạy mất. Lại full rồi. Lại mắc rồi. Nhỏ quá. Doom Tuna đâu rồi? Ok. Lên nào. Một phát này. Oxy đâu? Vào đây. Tất cả vào đây, tất cả vào đây. Tất cả vào đây. Nhiều quá nhỉ. Thật sự rất nhiều. Rất đông luôn. Bắt hết. Bắt hết. Không biết con này có ăn được con cá Whale Shark không nhỉ? Chắc không. Nó ăn được thì đúng là quỳ. Chưa kiếm được khá khá tiền đấy. Vì ở dưới cái này nó khá đông cá. Vào cái mùa nước ấm nữa thì ngon. Chín mươi bốn phần trăm lại đầy ngay mà không phải vấn đề đối với mình. Quay sát rồi nhỉ, nó không ra đây nhỉ, tưởng nó bảo nó ra đây. Cũng có cá to đấy, không phải không có cá to đâu, nhiều cá to phết. À, nó đến rồi, nó đến rồi đấy, nó đến rồi anh em. Ôi hôm nay nhiều cá thế nhở, hôm nay là ngày gì mà sao lắm cá này, lắm cá đến kinh khủng luôn. Đấy 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 đấy, anh em có thể thấy không, nhiều cá lắm cơ. Lại có cả cá mắc sai, à, cá sai to ấy. À, rồi đợi chờ con Whale Shark sẽ đến, nó sẽ đến ngay bây giờ đấy. Kia rồi, kia rồi, kia rồi. Chưa chết được, chưa chết được, chưa chết được anh em, bình tĩnh, mình bắn như đúng rồi luôn. Ok, được 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 được, nó chịu được rất rất nhiều, chịu này không thể chịu được bằng này, cho chỉ cần khoảng 3 viên thôi. Con này nó không không bay như của mấy con kia, nó không di chuyển tốc độ cao ấy, quá tốt luôn. Yes, 253.000 rồi và mình có thể nâng thêm được một cái lần nữa cho chúng ta. Cho đi câu đã thì xem tối đa là câu được bao nhiêu con cá. Vì hiện tại đang hơn 500 con cá rồi, câu cá vùng biển này luôn nha. Dĩ nhiên rồi. Đấy đấy, vào đây các bé. Tất cả các bé vào đây hết đi. Vào đây hết đi nào. Ok. Ai, chà, đông. Đông đông đông. À, nhưng vấn đề không có cá oxy nhỉ. Thì lại không có cá oxy luôn. Chúng ta sẽ câu hạn tiết chế vào thôi. Mà nhìn thấy ngứa mắt quá, muốn câu quá, thật sự như vậy. Con cá này bay nhanh thế, bơi nhanh thế. Con cá thu. Đấy. Cuối cùng đã bắt được cái hướng đi của nó. Uầy. Không oxy luôn nhỉ. Đến cái mức này chắc là nó thôi rồi. Chắc là nó cho mình nghỉ oxy rồi. Không thể cho thêm oxy được nữa. Đấy rồi, oxy to. What's up man. Vào đây. Đây được 42%. Xuyên qua phải mấy con chứ, ít nhất phải xuyên qua mấy con thì mới bỏ được. Đấy. Con này nhanh quá. Thử thách khả năng phán đoán của chúng ta. Nó bay nhanh nhưng mà tiền. Ấy. Chết. 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 Chết ngay. Bắt nút phát này. Đúng rồi, cho lên bờ thôi. Tiền này không thiếu. Lần này mà xem quảng cáo thì tốt, nhưng mà vấn đề là mình sợ là chúng ta sẽ có những cái quảng cáo 130.000 đấy, mình sẽ khoảng 70.000 nếu mà xem quảng cáo đấy anh em. Xem luôn. May rồi, chúng ta sẽ xem phải cái quảng cáo. Quá tốt, quảng cáo này thì nó sẽ không bị sao. Quảng cáo này thì nó nhanh, vừa nhanh mà nó sẽ không bị lỗi. Cái quảng cáo hôm qua mình xem bị lỗi, mình mất bao tiền. Đó, 65.000 cho chúng ta. Quá tốt. Tiền rất nhiều luôn. Đấy, cái airtime của mình có thể nâng lên được rồi này, 339 nha. Bây giờ sẽ nâng khoảng 255. Mình khoảng năm cần 500.000 để nâng cái oxy. Mình còn 3 cái mốc oxy thôi mình sẽ nâng lên được rồi. Quá tốt. Sub item. Hôm nay không phải là ngày gì đúng không?
hôm nay đây, Squid Region Special có jellyfish sinh sống, Strong Electric có những cái loài jellyfish cực kỳ lớn. Đó. Nó sẽ có những cái loài jellyfish cực kỳ lớn thôi. Chúng ta nó ở đâu nhỉ? Chết rồi, mình quên mất là Coral Reef hay Squid Region. Hình như Squid Region. Rồi sẽ ra qua Squid Region đi. Go. Ban ngày thì nó đỡ tốn oxy hơn so với ban đêm. Wow, mày nhiều cá thế, nhiều cá hồng thế. Mấy con cá này phải đến gần gần đây. Nó không bao giờ bơi luôn nha. Khôn thế. Mấy con này. Ồ, mình chỉ bắt được một con thôi nha. Nó có vẻ khá là dày. Gì? Cắn mình á? Con nào nghĩ là có khi con cá mập nó cắn mình chết luôn không? Khỏi bắn nó. Mình chỉ có một cái sợi dây nó chăng đây thôi mà. Hư cấu. Hôm nay thấy bảo con cá có jellyfish cỡ lớn. Hiện tại không có. Jellyfish cỡ lớn thì mình không thích lắm. Mình sẽ trở về nhà và cố gắng đi câu thêm được một cái lần nữa. Mình đợi một cái lần đi câu nó tốt hơn. Nó cho mình nhiều thứ hơn. Chứ không phải những cái lần như thế này. Đây ví dụ như hôm nay chẳng hạn này, Daily Silver Today Ocean, nó sẽ ở đâu đây? Thêm rất là nhiều cá. Sẽ có nhiều cá cho hôm nay. Có rất là nhiều loài cá thôi. Vấn đề là rất nhiều loài cá thì cũng không được. Thôi cầm xin câu nốt lần này vậy nha. Sweet Region chắc chắn thôi. Hy vọng sẽ được khoảng là 200.000. Nó cho mình nhiều cá hơn thôi. Đợi chờ. Tôi không thèm câu cái loại này luôn. Cái loại này thì nghỉ ngay. Cá trích bé tí. Đông nhờ. Dùng lưới ấy hết thành một mẻ bây giờ. Theo mình nghĩ cái vũ khí hiện tại của mình nó khá là ngon. Tại vì nó có thể bắn lan. Và cái việc kiếm tiền của chúng ta rất là tốt. Còn những cái vũ khí kia thì thường nó sẽ dùng để đi săn cá voi, cá heo hoặc là cá mập. Đúng không? Cái vũ khí 1 đấy. Còn cái này là đi kiếm tiền. Ok, có con cá có sai. Có thêm 5 đồng nữa thì cũng là tốt. Không làm gì cả mà nó tốn khoảng đến 20%. Chỉ đứng nhìn thôi mà nó tốn khoảng 20%. Gì? Đùa. Vẫn tốn đấy em ạ. Không phải không tốn đâu, vẫn tốn như thường. Hãy mình cứ câu đi. Đằng nào thì cũng thế. Ok, con này phải 3 phát. Ít nhất phải 3 phát. Ok. Vào đây. Vào đây này, oxy. Cho con cá oxy đây. Lắm cá oxy càng tốt nhưng phải có cỡ lớn hơn. Chết tôi này, may thế. Nó vẫn kịp là mang về nhà mấy con cá này anh em ạ. Cá bò da có vẻ khá là dày. Có vẻ khá là khó bắt. Phải nói như vậy. Quay 8 rồi và cũng không có cá lớn gì cả. Hôm nay thì nó chỉ là một cái ngày. Ê, định ăn ai? Bình tĩnh nào, định đớp con cá gì của mình đó. Nhưng mình đã kịp vào phòng ngự. Chạy rồi. Con này biết có thể xuyên qua được cái lớp giáp nữa. Có không? Không có, may thế. Ô, cá vàng. Biến tất cả các cá kia thành vàng kìa. Vàng 4 số 9. Sấp đôi luôn. Không quan tâm. Còn 70% thôi, 130.000. Câu thường thường thì cũng rất là ngon. Đông thế nhờ, nhưng mà vấn đề. Ôi, nó ăn con cá vàng của mình rồi. Cá đồng tiền. Thế sao gọi cá đồng tiền nhá? Không, ta sẽ nhầm sang thành cái loại cá vàng bình thường. Đó là cá đồng tiền. Được bắn cực mạnh khi ở gần nhá. Tại vì nó sẽ thành 4 mũi lao. Xuyên thẳng mọi người. Xuyên thẳng con lớp da. Đâu rồi? Con piranha. Con piranha này. Mày không được đây. Cái gì đây? Con này cũng phải 2 phát cả. Cái con cùi cùi này cũng phải 2 phát á.
Mãi mới thấy con cá to tí. Mình câu con gì đây? Man, không được, con kia không được. Coi, gãy rồi này. Mày vào đây này, không chạy đâu được nhá. Chạy bằng mắt. Chạy đi đâu? Mình câu hết luôn. Đằng nào thì mình cũng sắp về rồi. Không. Câu hết luôn. Đấy. Cá bò có con gì câu con đấy. Có gì câu đấy. Được, tí có oxy mới kìa. Tí có oxy để giúp chúng ta có thể lấy được. Thôi xem quảng cáo đi, đằng nào thì cũng lần này cũng là sẽ xong luôn mà. 58% luôn. Lại có thêm rồi. Khoảng hơn 200.000 là được thôi. Vào đây. Let's go. Bắt tất cả thế giới luôn. Dạo này không thấy mấy con mực nước đâu nhỉ. Mình thấy là lạ là không thấy con mực nữa. Mình chuẩn bị lưới để bắt nó mà. Con mực hô siêu ấy. Mãi mới thấy được một cái con này. Con này nó cũng khá nhiều tiền. Ok. Vào đây, hết oxy rồi. Vẫn kịp bắt cái gì đó. Và quét những cái mẻ lưới cuối cùng để ta có thể bắt được anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Cast Mèo Con Đi Câu Cá. Bye bye.